Đức Thánh Cha Francisco ghé thăm trung tâm Nazareth. Hội đồng Thoa Thánh về đối thoại Liên Tôn đã gửi thư chúc mừng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Vatican giúp đỡ thêm 9 người tị nạn Syria tới Roma an toàn từ Lebos. Đức Thánh Cha Francisco ghé thăm trung tâm Nazareth. Chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm trung tâm Nazareth ở Bienestar Sanchesti, Rome. Trung tâm này được thành lập năm 1946 dành cho trẻ mồ côi, trẻ cơ nhỡ có cơ hội nhận được giáo dục. Ngày nay, trung tâm Nazareth đã mở rộng để giúp các bạn trẻ gặp khó khăn về tài chính nhưng vẫn có khả năng lĩnh hội kiến thức. Trung tâm đang cung cấp chương trình học mang tinh thần Kitô giáo với các đặc sủng thừa sai của cộng đoàn là trợ tế văn hóa, góp phần giúp các hoàn cảnh kém may mắn để có cơ hội được học tập. Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu có mặt tại trung tâm đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samari nhân hậu. Ngài nói, đã có nhiều nhân vật với tính cách và thái độ khác nhau xuất hiện trong đoạn tin mừng này, nhưng ai mới là người yêu người thân cận? Những tên cướp, người gặp nạn trên đường, thầy tư tế hay các luật sĩ, hay là người chủ nhà trọ? Có lẽ không ai biết câu trả lời cả. Thầy tư tế vội vã bước qua, giống như các linh mục chỉ chăm chăm vào đồng hồ, hơn nhìn người gặp nạn và nhủ thầm rằng phải cư hành thánh lễ trước hay phải đi đóng cửa nhà thờ. Còn các luật sĩ thì biện hộ, nếu tôi đụng vào chuyện này thì ngày mai tôi có thể phải lên tòa và mất việc 2 đến 3 ngày. Thay vào đó, một người tội lỗi ngoại đạo, thậm chí là chưa bao giờ bàn gì về Thiên Chúa, lại chạy lòng thương và anh dừng lại tất cả ba người là ông thầy tư tế, luật sĩ và cả người Samari đều biết rõ cần phải làm gì nhưng mỗi người lại đưa ra cách ứng xử riêng. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhìn đến người chủ quán trọ, đặt lợi ích lên trên, anh ta đã chứng kiến mọi việc xảy ra và không thể hiểu nổi mà tự hỏi. Thật là khác người, một người Samari mà lại giúp một người do thái sao? Hắn đã băng bó vết thương và đem người gặp nạn đến nhà trọ, rồi dặn mình: "Xin ông hãy chăm sóc cho người hoạn nạn, khi trở lại chính tôi sẽ thanh toán mọi phí tổn." Mình chưa bao giờ thấy điều này, thật là lạ đời. Tiếp tục chia sẻ, Đức Thinh Cha nói: "Chính người đàn ông này đã thực thi lời Chúa, còn thầy tư tế thì không, ông ta thậm chí còn không nhìn đến người gặp nạn." Luật sĩ cũng thế, và chỉ có người tội lỗi hơn họ có lòng nhân hậu. Rõ ràng, anh ta không thuộc dân chúa, nhưng anh ta đã hành động vì lòng thương xót và anh cũng không hiểu gì về thương xót. Chính người tội lỗi này đã gieo vào lòng chủ nhà trọ lời chứng hùng hồn về lòng nhân hậu. Điều gì sẽ xảy đến với chủ nhà trọ? Tin mừng không nói, thậm chí không hề ghi nhận lại, nhưng chắc chắn sự tò mò của ông ngày một nảy nở, để rồi đâm rễ, kết trái trong tim ông. Khi đó Đức Thánh Cha hỏi, tại sao hôm nay tôi lại tập trung vào nhân vật này? Nhân chứng tin mừng sống trong tương quan, nhìn thấy việc làm của các con mà tôn vinh cha trên trời. Đức Thánh Cha kết thúc với niềm hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy việc tốt lành mà trung tâm Nazareth đang làm. Đừng như các tư tế vội vàng lướt qua hay như các luật sĩ phải trình bày đức tin đầy cứng nhắc về Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy sống tinh thần tin mừng, đưa tay chạm đến những nơi đau thương, dơ bẩn và xin Thiên Chúa ban thêm ân phúc cho chúng ta. Hội đồng Thờ thánh về đối thoại liên tôn đã gửi thư chúc mừng lễ Ramadan của người hồi giáo. Bức thư đã nói về lòng thương xót giữa một thế giới bạo lực hôm nay. Nhìn vào nhân loại ngày nay, chúng ta cảm thấy rất buồn khi chứng kiến nhiều nạn nhân do xung đột và bạo lực. Họ là những người già, trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là những nạn nhân của nạn buôn người, những người nghèo đói, bệnh tật, thiên tai và thất nghiệp. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã có những lời như thế trong lá thư gửi đến người hồi giáo trên toàn thế giới nhân dịp tháng Ramadan hàng năm của họ. Trong thư viết Chúng ta là những người kỳ thủ hữu và người Hồi giáo đều được mời gọi để nên giống Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, để xử sự, sự với tha nhân, đặc biệt là những người đang ở trong tình trạng cần kiếp, cần sự giúp đỡ. Vì vậy, Thượng Đế cũng mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho tha nhân. Trong thư, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã lên tiếng rằng chúng ta không được nhắm mắt trước những thực tế hoặc quay lưng lại với khổ đau dù cho những thực trạng rất phức tạp và giải pháp vượt quá khả năng của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là tất cả cùng hợp tác để hỗ trợ những người cần kiếp hơn cả. Khi chúng ta trải nghiệm hoặc nghe biết giữa người Hồi giáo và Kỳ Tổ Hữu cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo thì đó là một nguồn hy vọng lớn lao. Bức thư đã đề cập đến một chủ đề rất gần nhau giữa người Hồi giáo và Kỳ Tổ giáo, đó là lòng thương xót. Chúng ta biết rằng, người Hồi giáo và Kitô giáo đều tin vào một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đấng thể hiện lòng thương xót và nhân hậu của Ngài đối với tất cả mọi thụ tạo, đặc biệt là các gia đình nhân loại. Khi chúng ta cùng chung tay lắng nghe mệnh lệnh quan trọng trong thực hành đời sống tôn giáo của mình và diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, thì chúng ta đã trở nên những chứng nhân khả tín Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng giúp chúng ta luôn đi theo con đường của lòng nhân hậu và sát thương. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng thương xót, bức thư còn nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco Cô khi công bố mở năm thánh lòng thương xót vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 và bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Đức Thánh Cha đã nói lý do công bố mở năm thánh này như sau. Đây là thời điểm khơi lên lòng thương xót. Đây là thời điểm thuận lợi để chữa lành các vết thương. Một thời điểm không mệt mỏi đáp ứng cho tất cả những người đang chờ đợi được quan tâm và thể hiện sự gần gũi. Một thời điểm để trao cho tất cả mọi người con đường hóa giải và thứ tha. Lá thư được viết bằng tiếng Ả Rập và mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoreau, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn và của vị thư ký hội đồng Đức cha Miguel Angel Azuso Gisot. Vatican giúp đỡ thêm 9 người tị nạn Syria tới Roma, an toàn từ Lebos. Vatican Radio đưa tin, một nhóm 9 cư dân tị nạn người Syria, hai trong số đó là kỳ hữu, đã có mặt tại Roma vào thứ Năm, 16 tháng 6 vừa qua, từ trại tị nạn Karatebe trên đảo Lesbos của Hy Lạp trong chuyến viếng thăm hòn đảo tị nạn này vào ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã quyết định mang theo ba gia đình tị nạn cùng trở về Roma. Tuy nhiên, đoàn người này không có người công giáo. Lực lượng binh đội Vatican với sự giúp đỡ của Bộ Nội vụ Hy Lạp, Dịch vụ Tị nạn Hy Lạp và Cộng đoàn San Edigio đã hỗ trợ đoàn tị nạn từ Athens tới Roma vào ngày thứ Năm vừa qua. Cộng đoàn Thánh Edigio sẽ chu cấp chỗ ở theo tuyên bố của phòng báo chí tòa thánh. Đoàn người tị nạn gồm 6 người lớn và bà trẻ em đều là người Syria từ trại tị nạn Karatebe. Họ chỉ vừa di cư đến đảo Lesbos từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu vào ngày Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi sự đoàn kết như chủ đề chính của Ngày Quốc tế Tị nạn Liên Hợp Quốc năm nay. Những người tị nạn, gương mặt và những câu chuyện cuộc đời họ nhắc nhở chúng ta hãy đổi mới hành động xây dựng nền hòa bình bằng việc đấu tranh cho sự công bằng giữa người với người. Vì thế, Đức Thiên Trà kết luận rằng chúng ta hãy đứng lên và đến bên cạnh họ để gặp gỡ họ, chào đón họ, lắng nghe và cùng họ trở thành những nhà xây dựng hòa bình theo như thánh ý của Thiên Chúa.